Hello bà con, hôm nay Quang đến với cái vườn của ở Bình Dương. Cái vườn này là hiện tại là đang trồng là 8 hectare Black Thorn. Anh trồng là hiện tại là hồi xưa anh trồng là trồng mô đô nha bà con. Bà con có thể tham quan, bà con thấy là cái mô hình mô đô của anh là trồng 8 hectare. Đó. Hồi xưa là trên đất đây là anh trồng đất cát. Đất pha cát mà cát là nhiều hơn đất. Con có nhìn thấy sau khi mà trồng cây lên á, mỗi cây bị hấp thì em có hướng dẫn là hồi xưa ảnh không có để cỏ đâu, mà sau thời gian em hướng dẫn là anh để cỏ. Bây giờ bà con có thể nhìn thấy cái vườn cỏ. Để cỏ thứ nhất nó giữ ẩm được cái độ đất cho mình, giữ ẩm được cho độ đất. Thứ hai á, là nó làm tươi sắc đất, là làm chính những cái rễ cỏ này nó làm tạo cái lỗ khí cho thành rễ sầu riêng nó đi ra, nó có lỗ thở, nó phát triển. Bà con đừng có sợ là cỏ nó ăn phân thì nó ăn đâu nó chả đó, thì nó cũng nằm trên đất mình thôi. Tại vì cái đất, nền đất mình là đất cát mà mình không giữ cỏ, mỗi lần tưới nước đó, nó sẽ bị hấp rất là khô nha bà con. Nó hút nước rất là nhanh mà nó để bị hấp làm ảnh hưởng tới cây. Đây đây hồi xưa nè, cái dấu hiệu ra hồi xưa là bà con có thể nhiều nhà vườn á, bà con có để nhiều nhà vườn á mà trồng lâu năm thì kinh nghiệm á biết cái dấu hiệu ra như thế nào đó. Còn nhiều nhà vườn mà mới trồng á thì chưa biết, thì hôm nay em cũng giải thích cho bà con biết á. Dấu hiệu này là hồi xưa là cái nước ở ngoài tàn mình á, bà con tưới thiếu nước lúc mà cơ đọt nó vừa ra. Đây, cơ đọt nó vừa ra nhú ra như vậy, bà con tưới thiếu nước cho nó thì bắt buộc mấy nó cháy chóp già là rễ non đang ra mà nó không hút được nước, thì bắt buộc mấy lá già để nó bị cháy cái chóp thì nó nhường lượng nước lại, nó để nuôi mấy cơ đọt non mình. Bắt đầu mấy lá già này nó sẽ đứng, nó dồn hết nước dinh dưỡng nó nuôi đọt non mình tập trung. Chứ ở dưới nước mà không thiếu rễ non lúc này bà con đâu có hút được nước đâu, nó bị cháy hết cái rễ rồi, đâu có hút được nước lên để nuôi cái cây mình. Thành ra là mấy lá già này nó phải nhường đường nước này cho nuôi đọt non, cơ non mình. Rồi tiếp theo đây, cái dấu hiệu của bị rầy, rầy đánh đó, con có để ý. Đây rầy đánh này, cơ đợt trước của ảnh là ảnh không quản lý kỹ này. Quản lý rầy á, là rầy là quản lý từ cái giai đoạn này nha bà con, từ lúc mà anh vừa nhú mùi giáo ra, bà con quản lý rầy giúp em. Cái giai đoạn này là cực kỳ quan trọng, bởi vì rầy nó đánh những cái lá non, cơ đọt non này, chứ những cái lá già mà như vậy nó đâu có đánh được đâu. Đây là cái dấu hiệu hồi xưa nó bị đánh, hồi xưa bây giờ lá già ra nó bị cháy đây nè, là bị rầy đánh, bà con để ý. Rồi tiếp theo là khi mà ra cơ đọt non như vậy, bà con đi bổ sung dinh dưỡng giúp em. Tại vì cái lúc mà ra đọt non như vậy á, cái dinh dưỡng rất là cần nha bà con, dinh dưỡng cần rất là nhiều. Thì bổ sung dinh dưỡng thì bà con dùng giùm em bộ siêu dưỡng cây cộng với hai gói humic Hoa Kỳ với hai hũ Mirotico pha cho 2.000 lít nước, tưới đều quanh gốc giúp em. Còn những cái lá bệnh như vậy bà con dùng cho em lần siêu giáp xịt, nó làm đứng cái vết bệnh này lại, đứng cái vết lá này lại. Tất nhiên thì nó không có làm nó trị được hết đây, nó phải làm đứng với cái vết lá mình lại thôi mà nó không lây lan ra thôi đó. Rồi mùa nắng này còn một điều nữa là mùa nắng này bà con nên quản lý nhện đỏ, một cái loại cực kỳ nguy hiểm vào mùa này. Nhện đỏ mà bà con không quản lý á là nó sẽ làm cho cái màu lá của mình nó đánh bay, nó làm bạc cái màu lá của mình, nó làm mất chất diệp độc tố đi, thì làm cho cái lá cây của mình nó không quang hợp được. Trong thời gian này là mùa nắng này bà con quản lý cái nhện đỏ đó. Rồi tiếp theo nữa là lưu ý cho bà con là trong cái cơ đọt non như vậy là bà con không đi phân gà nở hay phân hóa học hay là gì đó, những cái dòng phân đó là nóng lắm, khi mà đưa xuống cái đất á, rễ mình phụ nó sẽ làm cháy cái rễ non mình. Thời gian này là bà con nhớ lưu ý giúp em mấy cái khoảng cách đấy. Còn bây giờ bà con để ý giúp em là trồng mô đôi này có năng suất hay không, thì vẫn có năng suất nha bà con, mô đôi này vẫn có năng suất. Nhưng mà sau này bà con nhớ giúp em là nó cây nó lớn lên á, cắt tỉa cành á thì nó bị lợp mất một bên đấy. Tại vì sao bà con để ý, khi mà cây nó lên, hai cây mô đôi như này nó lên nó đang phát triển với nhau thì bà con phải rụp dập cái tàn bên trong, bên kia cắt nửa, bên đây cắt nửa, là mất đi bên một tàn rồi, mỗi bên mất một tàn thì nó chỉ có nên chất lượng là chất lượng ở cái tàn bên này thôi, chứ ở giữa giờ nó rộp tàn đâu có đi được. Bà con phải làm cho nó thông thoáng đâu đỡ cạnh tranh thôi, bắt buộc là phải như vậy. Còn về khoảng cách mà trồng ở trên miền Đông này á,
Thì thường thường là trên miền Đông đất nó rộng á, bà con trồng khoảng cách á là 8 x 8 hoặc 8 x 9 hay là 8 x 10, nó sẽ rất phù hợp để cho cây mình nó phát triển hơn. Còn đối với dưới miền Tây á thì mình có thể là 6 x 6 hoặc 7 x 7. Nhưng mà đối với cái khoảng cách như vậy á là về sau về lâu về dài cái thì cái những cái cây mà nó lớn lên nó phát triển rất là chậm. Tại vì nó bị cạnh tranh, nó lột tàn với nhau á, cây mình nó không, nó phủ hết tàn, lúc đấy là cái mật độ trong vườn mình nó là nó chặt khít, không có được tốt, thành ra là năng suất nó cũng được cao. Nếu mà có đất bà con nên trồng, ở trên miền Đông này bà con nên trồng ở khoảng cách là 8 x 8, 8 x 9 hay 8 x 10. Nếu mà 10 x 10 thì càng tốt, càng về sau dài thì cái lượng sản lượng mình nó thu hoạch là được là tốt hơn. Rồi, cái đây là những hướng dẫn mà em hướng dẫn cho cái vườn của mình để chăm sóc cho cây nó tốt hơn. Bà con mà cần tư vấn hỗ trợ miễn phí thăm vườn, bà con liên hệ kết nối số hotline bên dưới thì bên em sẽ hỗ trợ cho bà con, rồi tới thăm vườn miễn phí cho bà con. Rồi, bye bye bà con.